Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề những việc nên làm và không nên làm trong những ngày mưa bão nhiều nha các bạn. Cho cây mai mình. Thì mấy bạn biết rồi, những ngày này thì mưa bão rất là nhiều các bạn. Thì mình nói một số việc nên làm và không nên làm nha các bạn. Các bạn nên kiểm tra cái chất chồng của mình coi có thoát nước tốt hay không nha các bạn. Vì mưa bão nhiều quá, chất chồng của mình á thường nó sẽ bị ôi nước nha các bạn. Nếu mà cậu không thoát nước tốt, chất chồng của mình mà dẻ mịn á thì các bạn phải kiểm tra. Nếu mà chất chồng của mình không thoát nước tốt do dẻ mịn á thì các bạn có thể là nhổ cái cây mình lên một chút xíu và lấy cái lớp đất dễ giặt ở dưới chợ đá chậu đó các bạn, là lấy ra không có bôi bầu nha các bạn. Mình sẽ thêm vào cát, một lớp cát hoặc là một lớp đá sỏi để mà cho nó hút nước tốt nha các bạn. Còn nếu mà cái chậu của các bạn bị bít lỗ thoát nước á thì các bạn phải cố gắng sao vui cho cái lỗ thoát nước cho nó thoát tốt. Trong những ngày mưa bão như thế này thì chậu mình nó dễ ô nước lắm, cây mình nó khó quang hợp, thiếu nắng nhiều lắm các bạn. Thì mình đã có nói thêm rồi, các bạn pha cho mình cái thằng rót 2 này nè với tỷ lệ là 1cc cho 2 lít nước nha các bạn, hoặc là 3 lít nước cũng được. Mình làm loãng, mình pha vô cho mình tưới vào các chồng hoặc là phun trên tàn lá nha các bạn. Để chi? Để cho cái bộ rễ của mình nó sẽ được cải thiện cái vấn đề mà không bị úng nước. Thì cái chậu mình nếu mà úng nước, cái bộ rễ mình nó teo tóp nó sẽ gây ra cái chất độc trong chất chồng của mình đó bạn, nó làm ngộ độc hữu cơ nha các bạn. Rồi các bạn nên làm gì cho những cái chậu mai mà gặp mưa nhiều như thế này? Mình khuyên các bạn là bón vôi cho nó nha các bạn. Bạn mua vôi á, vôi bón cho nó. Còn nếu các bạn không mua vôi thì các bạn bón cho mình thằng super lân nha các bạn. Vì sao bón super lân? Super lân trong cái thành phần super lân thì nó có thành phần vôi á, bạn, vôi nó tới 23% vôi. Vôi là canxi đó. Thì các bạn nên bón vôi cho chất chồng của mình trong những cái ngày mưa bão oi bức như thế này. Thiếu ánh nắng này nè. Thì nó sẽ giúp cho hạn chế được cái chất độc có trong cái chất chồng của mình đó bạn. Bón vôi vô sẽ nó sẽ giải độc. Rồi bón super lân á là hàm lượng nó 23% vôi. Thì những cái chậu mà các bạn hiện tại bây giờ tháng 7 á, tháng 6 á, nút mà to thì các bạn bón super lân vô thì bạn sợ nút nó to hơn thì các bạn bón vôi thôi nha các bạn, mua vôi nha. Mình nói lại nè, những cái chậu mà nút mà còn nút kim á thì các bạn bón super lân được. Còn cái mấy cái chậu mà nút đã to như hạt gạo á các bạn thì các bạn nên bón vôi thôi. Mua vôi ngoài tiệm bảo vệ thực vật bón. Không nên bón super lân, tại vì bón super lân nữa thì nó có thành phần vôi thì nó tốt, nhưng mà nó có thành phần lân trong đó, 16% lân trong đó, nó sẽ làm nút to hơn nữa nha các bạn. Thì mình có nói những cái vấn đề mà cây nút to rồi đó, thì các bạn cũng nên pha cái thằng rót 2 này nè với tỷ lệ 1cc cho 1 lít nước. Xin lỗi, 1cc cho 2 lít nước mà pha tưới. Bây giờ nhắc lại nè, với thằng rót 2 này mấy bạn pha 1cc cho 2 lít nước tưới cho mình nha. Tưới thì cái chậu này á, là cái chậu 5 thì các bạn tưới cho mình là 2 lít nước, 1 lít rưỡi đến 2 lít nước nha. Còn chậu 3 như đằng đây thì các bạn tưới cho mình khoảng dưới 1 lít nước nha các bạn. Rồi những cái cây bự như thế này, những cây bự như thế này thì các bạn tưới 3 lít nước cho mình nha. Nhớ nhắc lại nha, pha 1cc cho 2 lít nước tưới nha. Rồi những cây như thế này thì các bạn pha cho mình 1cc cho 2 lít nước, tưới cho nó 2 lít nước nha các bạn nha. Còn cái liều lượng bón mà bón vôi thì các bạn bón cho mình như cái chậu này, chậu 6. Các bạn rải lên mặt cho nó khoảng là
từ 15 đến 20 gram vôi nha các bạn. Còn nếu là super lân thì các bạn giải cho mình 10 đến 15 gram nha các bạn. Nha, 10 đến 15 gram. Còn chậu này thì các bạn cây bự như thế này, chậu 7 như thế này, hoành 350 mấy thì các bạn bón cho mình. Nếu là vôi thì bón khoảng 20 đến 25 gram vôi. Còn nếu mà super lân thì bón 15 đến 20 gram super lân nha các bạn. Còn cái chậu mà chậu mini như thế này nè, thì các bạn nếu mà bón vôi thì các bạn bón khoảng 7 đến 10 gram vôi. Còn nếu bón super lân thì bón khoảng 5 đến 7 gram super lân nha các bạn. Rồi những cái ngày mưa bão như thế này nè, thì các bạn không nên bón phân hữu cơ nha các bạn, nhất là phân cà nén. Tại sao không nên bón phân hữu cơ? Vì bón phân hữu cơ, cái phân hữu cơ nó sẽ làm hút cái lượng oxy trong chất trồng của mình rất là nhiều các bạn. Đã cái mùa mưa bão này nè, là cái cây mình nó quang hợp yếu, và tại không có ánh nắng mặt trời nhiều nó đã quang hợp yếu rồi, mà chất trồng mình nó thiếu oxy trong chất trồng đó các bạn. Nó ôi nước, nó thiếu oxy trong chất trồng của mình, mà các bạn bón phân hữu cơ vô cho chậu á, và phân hữu cơ này nó hút oxy nhiều lắm các bạn, thì nó làm chậu mình nó thiếu oxy thêm nữa nha các bạn. Không nên bón phân hữu cơ như phân cà nén nè, phân bò, phân dơi rồi đó, những phân hữu cơ, phân trùng quế rồi không nên bón nha các bạn. Cũng không nên bón phân hóa học vào gốc nha các bạn, chỉ nên xài phân bón lá, phun qua lá thôi nha các bạn. Đó là những việc không nên làm trong những lúc mà trời ơi bức mưa bão như nhiều như thế này cho cây mai mình. Rồi những cái ngày mưa bão này các bạn, mưa liên tục nè, thường là sâu bệnh rất là nhiều nha các bạn. Thì các bạn cố gắng làm sao mà coi thấy trời mà nó ráo ráo khô mặt lá như thế này nè, thì các bạn nên phun ngừa cho mình đi, phun trừ bệnh trừ sâu á, phun trừ bệnh thì bạn phun Anvin hoặc Antracon cho mình. Phải phun, không phun là mưa bão này sâu bệnh nó rất là nhiều nha các bạn. Chỉ trong tích tắc dài 3 ngày là nó ăn, nó phá cây mai của mình liền, nên phải phun ngừa cho nó. Nếu thấy trời ráo 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 là mình phun liền nha các bạn. Phun được 5 tiếng là được ok rồi, 5 tiếng mà mưa là cũng ok rồi. Sợ là mình phun mới 1 tiếng mà nó mưa thôi thì công cốc thôi. Còn mình phun khoảng 5 tiếng, 50 tiếng trở lên là nó cũng ok nha các bạn. Nhớ phun nha các bạn. Đó. Rồi những cái ngày mưa bão này các bạn cũng không nên tưới nước nhiều nha các bạn. Nhớ nha, chừng nào cái mặt chậu của mình đó, các bạn thấy nó khô khô thì mới tưới thôi. Còn nó còn ẩm ướt như thế này thì không nên tưới nha các bạn. Nha. Các bạn đừng có sợ vì cái cây của mình nó thiếu nước á. Mưa bão như thế này nó không có thiếu nước đâu mà bạn lo. Nó không có ánh nắng mặt trời nhiều này, lấy gì mà nó hút lá nó quang hợp để nó hút nước, nó giải thoát nước ra bớt, mà đâu mà mỗi bạn sợ mà mỗi bạn tưới nước thêm cho nhiều nha các bạn. Rồi mình nhắc lại nha các bạn, mấy cái chậu mà mấy cây mai của bạn mà đã nút mà đã hơi to bằng hạt gạo rồi thì các bạn không nên bón super lân nha các bạn, chỉ bón vôi thôi nha các bạn. Vôi giải bón thì tác dụng của vôi là để giải độc cho chất trồng của mình, tại vì mùa mưa bão này là trong chất trồng của mình nó hình thành độc tố nhiều lắm, mình phải sử dụng vôi để mình rải nha các bạn. Thì liều lượng rải mình đã có nói rồi. Còn những cái cây mà đã nút kim đó các bạn, nút kim thì các bạn nút kim như vậy nè, thì các bạn bón phân super lân được, thì xong phân super lân thì nó có thành phần vôi 23% vôi đó, mà nó có thành phần lân, nó vừa bảo vệ cho chất trồng, xin lỗi, vừa bảo vệ cho cái bộ rễ cây mai của mình, nó cũng được bảo vệ các bạn, nó không teo tóp trong những lúc mà mưa nhiều, nó cũng cây úng rễ các bạn, bộ rễ mình teo tóp. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Nói lại là không nên bón phân hữu cơ nha các bạn. Những ngày mưa bão liên tục là không nên bón phân hữu cơ nha các bạn. Không nên bón phân vô cơ vô gốc nha các bạn. Chỉ nên xài phân bón lá, phun trên lá thôi nha. Rồi các bạn tưới tốt 2 cho mình cái hàm lượng là pha loãng
1/2 cái hàm lượng bình thường thôi, 1cc cho 2 lít nước nha các bạn. Rồi bón vôi vô cho mình nha. Rồi thôi tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo.